mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC ngày hôm nay ngày 2 tháng 5. Chương trình sẽ bao gồm các thông tin nổi bật sau đây. Đề xuất gần 3.200 tỷ đồng xây dựng bổ sung các trạm thu phí không dừng. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố khởi nghiệp, nhiều tín hiệu lạc quan và tích cực từ chính quyền và cộng đồng khởi nghiệp trẻ. Khi người tiêu dùng bối rối trước ma trận thực phẩm an toàn. Thưa quý vị, lo ngại trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì không ít người tiêu dùng hiện nay có xu hướng tìm mua các thực phẩm sạch và an toàn cho gia đình. Thị trường kinh doanh thực phẩm được cho là sạch và an toàn cũng nở rộ thời gian gần đây dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, việc các sản phẩm này có thực sự an toàn hay không, có thể nói chỉ người bán mới biết. Còn người tiêu dùng thì đang dùng cảm tính và kinh nghiệm để tự bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Không chọn đi chợ như nhiều bà nội trợ khác, đều đặn hàng ngày, chị Loan, một người sống ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đều đến cửa hàng này để mua rau, thịt, cá cho gia đình. Dù giá các mặt hàng ở đây có thể đắt gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với bên ngoài. Nhà tôi ở gần đây. Thứ hai nữa là từ cửa hàng này tôi thấy là tin cậy, bởi vì là theo tiêu chuẩn của Vietgap, theo thông tin báo đài bây giờ ở ngoài an toàn thực phẩm sợ quá, thành ra là tôi thường xuyên đến đây mua. Tuy nhiên, quan sát trong cửa hàng, chúng tôi chỉ thấy có thịt heo là được công bố có tiêu chuẩn Vietgap, còn các loại rau củ quả thì hầu như không thể hiện nguồn gốc xuất xứ hay chứng nhận an toàn gì trên bao nhãn. Dù vậy, lượng khách ra vào cửa hàng vẫn tấp nập. Trước đây thì mình hay mua hàng ở siêu thị, nhưng mà rau cỏ này kia ở siêu thị, nhưng mà sau này cũng nghe nói là ở siêu thị thì nó cũng có những cái nguồn hàng không được an toàn, cho nên là mình cũng ít mua lại. Nhưng mà mình thì thường khách hàng thường xuyên của cái cửa hàng ở đây. Có thể thấy lo ngại trước thông tin thực phẩm bẩn tràn lan gần đây, nhiều người tiêu dùng đã tự bảo vệ mình và gia đình bằng cách tìm đến các cửa hàng treo biển bán thực phẩm sạch an toàn. Một số bà nội trợ còn thông qua các kênh như mạng xã hội để tìm mua nguồn thực phẩm từ dưới quê, được bạn bè, người quen giới thiệu là an toàn. Các cửa hàng rau bán thực phẩm an toàn cũng nở rộ trên Internet. Tuy nhiên, việc các sản phẩm này có thật sự an toàn như công bố thì chỉ có doanh nghiệp mới biết. Còn các bà nội trợ thì cũng chỉ biết bằng cách này hay cách khác để yên tâm với sự lựa chọn của mình. Thì mình cũng có tìm hiểu trước qua bạn bè với qua một số người mà người ta thường hay mua đây. Đó, với là đến đây thì mình cũng có hỏi qua cửa hàng, cũng có hỏi thì mình cũng tin tưởng theo như vậy thôi, chứ thực sự mình cũng có cái gì để kiểm định được là nó thực sự an toàn hay không thì mình cũng không biết. Cái tiêu chuẩn an toàn ấy thì phải có máy móc người ta mới đo được, thì mình chỉ có cảm nhận được và mình tin tưởng theo nhà nước người ta đã công nhận thôi, chứ làm sao mà mình kiểm chứng được. Mình nghĩ là đã ở trên các phương tiện thông tin đại chúng thì không sai được, tại vì nếu mà sai thì sẽ có những người khác hoặc những cơ quan khác người ta sẽ phản bác lại ngay. Nếu mà cái cửa hàng mà thực phẩm thì có thể là mình nhìn trên nhãn mác thôi. Trong điều kiện là Vietgap hay gì đó họ có gắn cái thương hiệu của họ lên thì mình chỉ nhận biết qua những cái dấu hiệu như vậy thôi. Còn ngoài ra thì chắc là phải kiểm nghiệm hay gì đó thì mình mới nhận biết được là cái rau đó có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gì hay không, vượt mức cho phép hay không, ảnh hưởng tới sức khỏe hay không. Có thể nói trong các tiêu chuẩn an toàn cho thực phẩm tại Việt Nam hiện nay, Vietgap là tiêu chuẩn phổ biến nhất. Chứng nhận này cũng là chỉ dấu giúp người tiêu dùng biết rằng sản phẩm đã được cơ quan chức năng kiểm định và công nhận là an toàn. Tuy nhiên, việc các sản phẩm được công bố đạt Vietgap và được phân phối trong các siêu thị lớn vẫn có vấn đề khi cơ quan chức năng kiểm tra đang đặt ra những hoài nghi rất lớn với người tiêu dùng về sự tin cậy của chỉ dấu trên. Đó là những cái thông tin mà doanh nghiệp người ta tự công bố mà không biết là có được kiểm chứng hay không, thì bản thân là đối với người tiêu dùng nhỏ lẻ thì mình không thể nào mà mỗi lần khi mà mua một sản phẩm nào đó mình phải được truy tìm nguồn gốc, như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn cho người tiêu dùng. Cho nên là khi mà có một cái sản phẩm nó được đóng mác, đóng dấu, được cơ quan chức năng có thẩm quyền người ta công bố thì người tiêu dùng chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Và trong lúc chờ có chỉ dấu thống nhất để nhận diện sản phẩm an toàn có đảm bảo của cơ quan chức năng, thì người tiêu dùng hiện nay cũng chỉ biết vái tứ phương với thực phẩm sạch. Tôi bây giờ tôi chỉ mong là cửa hàng thì đừng có phụ lòng của người tiêu dùng, bởi vì người ta đã tin tưởng. Vì có một số cửa hàng khi sau một thời gian thấy người ta tin tưởng, người ta mua đông quá thì thỉnh thoảng lại mua ở ngoài cho vào. Một cơ quan chức năng người ta có một cái gì đó kiểm tra chặt chẽ hơn
hoặc là có nếu mà ở đây mà có cái máy thử gì đó để cho khách hàng người ta kiểm tra tại đây thì như vậy mình cảm thấy yên tâm hơn. Có doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm sạch chia sẻ với chúng tôi rằng làm thực phẩm sạch an toàn đòi hỏi cái tâm của doanh nghiệp. Bởi nếu muốn làm sai, doanh nghiệp có muôn ngàn cách để qua mặt người tiêu dùng và cơ quan chức năng cũng không đủ sức để kiểm soát hết tất cả các hoạt động này. Tuy nhiên, tâm thì không phải doanh nghiệp nào cũng có. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, thông tin Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát động xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành thành phố khởi nghiệp, giành lại vị thế hàng đầu, khiến cho nhiều bạn trẻ nói chung và cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vô cùng háo hức. Không phải tới thời điểm này mà câu chuyện khởi nghiệp mới được nhắc đến nhiều như vậy. Nhưng rõ ràng thời gian vừa qua, dù có nhiều tiềm năng, nhưng phong trào khởi nghiệp vẫn chưa thực sự phát triển mạnh mẽ như đáng lẽ phải có. Như vậy thì những người khởi nghiệp đang gặp những khó khăn gì và cần những chính sách gì? Thành phố hiện đang có những hỗ trợ như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chúng tôi ngay sau đây. Những món ăn đường phố quen thuộc được bày bán trên những chiếc xe đẩy nhiều màu sắc. Người tham quan thích thú lựa chọn. Và chủ nhân của những xe hàng này chủ yếu là các bạn sinh viên còn rất trẻ. Đây là hình ảnh mà chúng ta dễ dàng bắt gặp vào dịp cuối tuần tại nhà văn hóa thanh niên trong thời gian gần đây. Khởi động từ đầu tháng 4 năm nay, Street Food at Weekend hay còn được biết đến với tên gọi là Con đường ẩm thực, có thể xem là chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tiên phong trong lĩnh vực ẩm thực, với mục đích mang đến cơ hội kinh doanh ổn định cho các bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Và đây có thể coi là một trong số các chương trình hỗ trợ thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh ngày thêm sôi nổi. Vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp với mục đích xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ. Nơi mà ở đó, giới trẻ được phát huy sức sáng tạo, đổi mới, được đệ trình những ý tưởng của mình một cách cởi mở với cộng đồng. Hiện nay thì phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam rất là nhiều và mình để ý rằng là thực sự những các bạn trẻ thì Việt Nam rất là năng động. Bất cứ khi nào mà có một cơ hội nào hay là một cái sản phẩm nào mà độc đáo thì các bạn đều có thể bắt đầu kinh doanh được luôn. Và mình thấy đây là một trong những điều rất là hay và ở Việt Nam thì mình cần đẩy mạnh cái phong trào startup. Cùng với thách thức của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức trở thành một phương tiện mạnh mẽ để mỗi quốc gia có thể phát triển kinh tế một cách bền vững. Chắc hẳn không ít người đều biết đến quốc gia khởi nghiệp Israel, nơi đầu tư nhiều nhất cho giai đoạn khởi nghiệp hạt giống và các dự án nghiên cứu phát triển. Gần hơn, chính phủ Singapore là nước viện trợ cho khởi nghiệp nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. Hay Thái Lan là quốc gia có tinh thần khởi nghiệp hàng đầu châu Á. Để xây dựng một quốc gia khởi nghiệp, cần có những đầu tàu về khởi nghiệp. Và tại Việt Nam, xét trên nhiều khía cạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn hội đủ những điều kiện để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích, nhưng thành phố lại là nơi tập trung 1/3 số doanh nghiệp của cả nước, đóng góp 30% GDP quốc gia, với khoảng 70% người lao động dưới 30 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi thu hút nhiều nguồn đầu tư, nơi tập trung các mô hình kinh doanh mới. Và vào năm 2014, thành phố đã được CNN bình chọn là thành phố mới nổi tốt nhất để khởi nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì mình thấy được nó có được một cái sự phát triển đã đủ đến mức là mình có thể bùng nổ. Chúng ta có được tất cả những cái thành phần cần thiết của một cái hệ sinh thái. Chúng ta có những cái vườn ươm, chúng ta có những cái chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, chúng ta có những chương trình tăng tốc. Chúng ta có những cái hệ thống sự kiện về startup, chúng ta có những cái quỹ để hỗ trợ cho vay, chúng ta có những quỹ đầu tư từ nước ngoài và hơn hết nữa là chúng ta có những cái hệ thống và các cái đơn vị hỗ trợ khác xung quanh, ví dụ như những cái nơi làm việc chung của Coworking Space hoặc là những cái hệ thống gây quỹ cộng đồng chẳng hạn. Thì theo mình thấy đó là một cái nền tảng rất là tốt và ổn định ở thời điểm hiện nay để cho các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam có thể phát triển. BSSC là một đơn vị trực thuộc thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của chúng tôi là có thể đồng hành và hỗ trợ cho thanh niên làm kinh tế ngay từ khi thành lập. Và như vậy thì đối với định hướng là cùng với thành phố trong việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ, thì thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng đưa ra 4 cái nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là những được xem là những cái sáng kiến của giới trẻ thành phố, của cộng đồng khởi nghiệp thành phố trải qua một khoảng thời gian mà thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã quan sát và đã nắm bắt được. Chúng tôi có niềm tin ở giới trẻ, niềm tin ở cái khả năng học hỏi, niềm tin ở cái sự cởi mở và niềm tin ở sự sáng tạo của giới trẻ. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng là cái việc khởi nghiệp ngoại lực nó đóng vai trò một phần, nhưng trong đó nội lực của các bạn và cái cách để các bạn tận dụng ngoại lực, phát huy nội lực của chính bản thân mình, cái đó là điều quan trọng. Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ là nơi mà mỗi người dân háo hức và khao khát đón nhận sự đổi mới. Điều đó không chỉ có ở cộng đồng doanh nhân, mà tinh thần khởi nghiệp đó phải lan tỏa trong hành động của tất cả người dân, tất cả lĩnh vực, ngành nghề. Đó là thành phố mà mỗi người trẻ đều muốn hướng đến và thử sức với những mô hình kinh doanh mới, nơi bảo chứng cho tính khả thi trong mỗi sản phẩm,
dịch vụ hay mô hình khởi nghiệp. Nơi không có văn hóa xa lánh, sợ hãi sự thất bại, mà chỉ có văn hóa dám làm, dám thất bại và thành công. Nơi mà những ý tưởng tiềm năng luôn được sự ủng hộ và hỗ trợ. Cụ thể với doanh nghiệp của mình thì tụi mình nhận được sự hỗ trợ rất lớn trong thời điểm ban đầu từ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSC trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, thì trung tâm đã giúp tụi mình rất là nhiều vấn đề giai đoạn ban đầu. Khi tụi mình chưa có nguồn lực, chưa có vốn thì tụi mình có những cái gói vay ưu đãi, tụi mình có những cái hệ thống mà tư vấn về luật cũng như là về kinh doanh, tụi mình có cả những cái chia sẻ và connect, kết nối và mối quan hệ để phục vụ trong công việc của tụi mình. Mình lớn lên từ BSC và mình dường như là mọi cái thắc mắc của mình, mọi khó khăn của mình mà trong quá trình mà thực hiện á là mình đến BSC và được hỗ trợ. Và ngoài ra là còn có một cái đơn vị nữa hỗ trợ mình là NIIC của Đại học Nguyễn Tất Thành. Quan trọng á, cái điều quan trọng nhất ở đây á là mình biết mình thiếu thứ gì. Mình thiếu thứ gì và mình đến cái đơn vị đó mình nói là em thiếu thứ đó. Mình thiếu thứ đó là tự nhiên cái đơn vị đó sẽ tìm một cách hỗ trợ mình. Và em nghĩ bây giờ để nói về khởi nghiệp là rất là được thuận lợi luôn á. Để có thể trở thành một điểm đến sôi động, hấp dẫn cho giới trẻ khởi nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh, tạo môi trường cho cộng đồng khởi nghiệp phát triển. Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Doanh nhân trẻ thành phố đã đưa ra 4 nhóm giải pháp cụ thể sau. Thứ nhất là nhóm giải pháp gieo hạt, tạo nền tảng cho thành phố khởi nghiệp, với việc tham gia kiến nghị các chính sách ưu đãi cho đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ hình thành các văn phòng làm việc chung cho khởi nghiệp, đối thoại thường niên giữa lãnh đạo thành phố với giới trẻ khởi nghiệp. Thứ hai là nhóm giải pháp ươm mầm, khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong khởi nghiệp, với việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tài trợ các hoạt động khởi nghiệp như các cuộc thi, các hội nghị, kêu gọi vốn đầu tư. Thứ ba là nhóm giải pháp phát triển mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp, bằng cách tiếp tục đầu tư mở rộng các nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tổ chức thường niên các sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh, sàn đầu tư khởi nghiệp, tạo môi trường tiếp cận các nhà đầu tư. Và cuối cùng là nhóm giải pháp tăng cường năng lực hội nhập cho doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng tham gia các hội nghị, các cuộc thi ở tầm khu vực và thế giới, có chính sách thuận lợi để kêu gọi các nhà khởi nghiệp quốc tế đến Việt Nam. Mình có một số đề xuất. Đầu tiên á, là về cái hệ thống mà giảng dạy về khởi nghiệp tại Việt Nam thì mình nghĩ là nó nên nhân rộng ra hơn nữa cho các công ty khởi nghiệp khác, cũng như những bạn trẻ mà bạn quan tâm về khởi nghiệp, bạn cần những cái kiến thức đó thì bạn có thể tham gia những khóa học như vậy. Cái tiếp theo là sẽ đẩy mạnh hơn nữa những cái thành phần từ những cái sự hỗ trợ từ phía thành phố, ví dụ như là trước giờ thì mình sẽ có những cái chương trình chỉ là cho vay khởi nghiệp từ thành phố, thì anh em mình sẽ mở rộng hơn là những đầu tư khởi nghiệp mà mình có thể hợp tác với những cái đơn vị nước ngoài để mình có thể được có được cái ảnh hưởng lớn hơn nữa đối với khởi nghiệp. Nếu mà ở bang ở cấp chính phủ, ở cấp mà tỉnh thành phố có một cái cầu nối đó để cho tụi em liên hệ, để tụi em nói về những cái điều mà em đang cần, nói về những điều mà em cần được hỗ trợ thì rõ ràng là nó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như ở dự án của em á, là ban đầu tụi em làm cung cấp thực phẩm sạch thôi, nhưng sau đó là tụi em nhìn ra được cái tầm nhìn là giải quyết 3 vấn đề của xã hội, là thứ nhất là thực phẩm sạch, thứ hai là đời sống của những người ngư dân, và thứ ba là cả cái hệ sinh thái. Và đây dường như là một cái bài toán quá vĩ mô và cần cái sự kết nối với những cái chính phủ mới làm được. Ngoài những cái giải pháp mà chúng tôi vừa mới nói thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thúc đẩy cái tinh thần này thông qua những cái chương trình đào tạo, thông qua những cái hoạt động kết nối để giúp cho các bạn có thể tìm ra được những cái điểm mạnh trong chính cái dự án của mình, những cái lợi thế trong chính cái nhóm khởi nghiệp của mình, và từ đó thì các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể phát triển được mạnh mẽ hơn. Dù vậy, thành phố khởi nghiệp của giới trẻ không có nghĩa là khuyến khích mọi người ai cũng khởi sự kinh doanh với các mô hình kinh doanh lỗi thời, ít tăng trưởng, mà sẽ chú trọng vào việc giúp người trẻ khám phá tiềm năng, cổ vũ, động viên những mô hình kinh doanh hiện đại, góp phần tạo ra cuộc cách mạng về sản phẩm, dịch vụ và hành vi tiêu dùng. Sẽ còn quá sớm để nói trước về sự thành công hay đột phá mà Thành phố Hồ Chí Minh có thể tạo ra trong tương lai. Tuy nhiên, với những thay đổi từ phía chính quyền, các đơn vị hỗ trợ và đặc biệt là từ cộng đồng khởi nghiệp trẻ đầy tiềm năng và nhiệt huyết, tin chắc rằng tương lai về một đào tạo khởi nghiệp của cả nước sẽ không còn là quá xa. Và đến với chuyên mục con số mỗi ngày, hôm nay thì chúng tôi sẽ nhắc đến con số 3.173 tỷ đồng. Thưa quý vị, liên danh Taxco VATC vừa có tờ trình gửi cho Bộ Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt đề xuất bổ sung các trạm thu phí tự động không dừng ETC và kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ và cao tốc từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc theo hình thức hợp đồng BOO, tức là xây dựng, sở hữu và kinh doanh, với giá trị là hơn 3.173 tỷ đồng.
Về phương án tài chính thì nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn bằng việc cung cấp dịch vụ thu phí ETC cho các nhà đầu tư BOT. Theo đại diện liên doanh Taxco VETC, thì dự án nhằm hiện đại hóa hệ thống thu phí và kiểm soát trọng tải xe, hạn chế ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi và minh bạch trong việc thu phí. Và trước đó, thì Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cũng đã đề cập đến việc từ ngày 30 tháng 6 tới đây sẽ phủ sóng 50% cửa thu phí tự động không dừng và phấn đấu hết năm 2017, toàn bộ trạm đều có cửa tự động thu phí nhằm giảm ách tắc và minh bạch hơn trong quá trình thu phí. Và trước đó, thì Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cũng đã đề cập đến việc từ ngày 30 tháng 6 tới đây sẽ phủ sóng 50% cửa thu phí tự động không dừng và phấn đấu hết năm 2017, toàn bộ trạm đều có cửa tự động thu phí nhằm giảm ách tắc và minh bạch hơn trong quá trình thu phí. Và thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin FBNC ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin sau đây. Hành trình giải thoát nô lệ trên biển của hãng thông tấn Associated Press. Cùng tìm hiểu về những người phụ nữ sẽ xuất hiện trên tờ đô la Mỹ.